Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Bảo như biển. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop biển với cái bút này. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, coi lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn năng lượng như này. Giá của nó sẽ là 180.000. Lên mã giúp cho em là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy. Đèn năng lượng này. Đó. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180k nhá. 180k trong con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, con này thì nó sẽ khá là to nhá. Khá là to mà nó sẽ có 3 cánh cho các bác luôn. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó. Đèn năng lượng 3 cánh. Đây sẽ là một cái tấm pin năng lượng này. Tấm pin năng lượng này thì nó sẽ có cho các bác là cả cái đế này, đấy, để các bác bắt lên tường này hoặc bắt lên các vị trí nhá. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Và có cả ốc vít luôn. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta này. Đó. Một em đèn 3 cánh như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có thể là ngoắt nghéo lên xuống này. Đấy, quay lên quay xuống này, ngang ngửa này, rồi gập vào này, rất là ngon luôn nhá. Đấy, và cái này nó cũng có thể quay được các bác này, rất là tiện dụng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc gạt này, đấy, và một cái công tắc đóng ngắt này. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ này, sáng mạnh này, đấy, sáng vừa này và sáng yếu này, đấy, và đóng ngắt này. Nó sẽ có cái công tắc này nhá, công tắc gạt này nhá, các bác phải gạt cái công tắc này lên nó mới lên này, đó. Và con này nó sẽ dùng cả điều khiển luôn, đây, có điều khiển, có mắt cảm biến luôn nhá. Đây, tắt đi này, bật lên này con này, đấy, tắt đi này, bật lên này, đấy, chế độ sáng 1 này, chế độ sáng 2 này và chế độ sáng 3 này. Sáng 1 sẽ là sáng nhất nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Và nó sẽ có cả con mắt cảm biến này luôn. Con này thì khá là sáng nhá. Công suất mặc định của nhà máy thì nó sẽ là 150W con này. Công suất nhà máy mặc định sẽ là 150W. Còn về khi các bác sử dụng thì thực tế như nào thì nó còn phải tùy theo cái lượng điện nó sạc được nhá. Đó. Và cái này thì các bác sẽ cắm kết nối cái cổng dây điện vào đây. Đấy, dây của nó thì dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Em cũng chả đo đâu. Nhưng mà dây chắc chắn nó sẽ dài từ 3 đến 5 mét để các bác sử dụng này. Đấy. Các bác cắm ở đây, sau đó thì các bác đặt cái tấm pin này lên một cái vị trí nào đó đủ ánh sáng là các bác sử dụng thôi. Giá thì rất tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, lên đúng tên cho em để tránh nhầm với các loại đèn khác. Đấy, con này nó sẽ là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đèn năng lượng 3 cánh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Giá của nó sẽ là rất sáng luôn nhá. Đó, sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này và sáng yếu này. Giá của nó sẽ là 180.000 thôi. 180.000 cho một em đèn năng lượng 3 cánh như này. Các bác mua về sử dụng rất là tiện. Con này tiết kiệm điện, có mắt cảm biến, có điều khiển từ xa cho các bác luôn. Giá thì rất là tốt rồi. Đấy, giá rất là tốt cho các bác rồi. Các bác có thể mua về để sử dụng trong gia đình nhà mình. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy trà bếp các nhá. Có lên cho em là máy trà bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy trà bếp như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, các cái đầu mút để các bác sử dụng này và một dây sạc nhá. Một dây sạc thì về các bác cắm sạc vào đít này cho em. Đây. Con này thì máy chạy nó cực kỳ là khỏe luôn. Các bác dùng để vệ sinh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bếp ga, bàn bếp rồi giặt thảm, giặt chiếc đều ok hết nhá. Đó, nó sẽ xoay như này. Và đánh rất là mạnh luôn. Giá thì máy chạy rất là khỏe nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Đó là 100k cho một con máy trà bếp như này. Đấy. Lên cho em là máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100k. Đó. Lên cho em là máy trà bếp nhá. Đó, máy trà bếp này. Máy trà bếp giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con máy trà bếp như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Đây các bác nhá. Đấy, các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này, rồi các cái vị trí mà nó liên quan đến bếp này, rồi là đánh rửa xoong nồi này. Đấy, có miếng dán lên tường luôn. Đấy, đấy. Lau chùi kỳ cọ rửa sạch sẽ hết luôn nhá. Đấy. Đấy. Đánh sạch hết luôn nhá. Đây các bạn này. Đấy, các bạn theo. Đây. Kỳ cọ thảm rồi bàn bếp ga rồi các cái vị trí mà nó bị bẩn. Đấy. Rất sạch luôn các bạn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Các bác đưa vào trà cọ rửa đi. Có đầu bông, đầu mút rồi các kiểu con là điểu luôn nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Giá sẽ là 100k. Đấy, cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, đánh giày, đánh dép ok hết nhá. 100k. Đó.
Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhé. Các bác lên theo là chắn bếp ga đó. Thì một cái chắn bếp ga như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k một chiếc nhé. Lên theo là chắn bếp ga này đó, chắn bếp ga nhé, đó chắn bếp ga, giá sẽ là 40k một chiếc như này. Cái này hôm nọ nhầm tên với cái gì đấy hả? Lên xem là chắn bếp ga nhé, giá sẽ là 40k cho một chiếc như này. Cái này thì nó sẽ giúp cho các bác khi mà mình đặt lên cái bếp ga ấy, thì cái gió nó sẽ không bị tạt và cái lượng lửa nó sẽ gom lửa lại, đấy, lửa nó sẽ không bị loãng. Thì khi mà các bác sử dụng thì nó rất là tiết kiệm ga nhé, tiết kiệm ga và đun thì cực kỳ là nhanh sôi luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là bằng hợp kim như này, đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhé, 40k cho con chắn bếp ga như này. Đó, đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ như này các bác này. Các bác chỉ cần đặt vào là xong thôi. Đấy, khi mà các bác đun nấu ấy thì gió nó sẽ không bị tạt. Đấy, hoặc các bác có muốn bật quạt để mình khỏi nóng cũng được. Mà đặc biệt là vừa là chống tạt gió, vừa thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì cái lượng gió nó sẽ, cái lượng lửa nó sẽ tập trung, nó sẽ không bị đẩy cái hơi nóng ra ngoài. Thì khi mà mình đun nó sẽ rất là nhanh sôi các bác nhá, rất là nhanh sôi, rất hiệu quả luôn. Đấy, đặt vào là cứ vừa in luôn các bác nhá. Đó. Và nó giữ nhiệt tốt thì khi mình đun nó sẽ rất là nhanh sôi. Đấy, lưu ý các bác vậy. Và bên shop thì đang gửi tới các bác một con chắn gió bếp ga như này. Giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên xem là chắn gió, chắn bếp ga nhá, thì xem là chắn bếp ga. Đấy các bác theo. Đấy. Chắn bếp ga, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình keo dán tôn nhé. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để dán tôn, dán tường rồi dán trên các bề mặt đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cuộn keo dán tôn như này. Các bác lên cho em là keo 10 nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 10 sen. Lên cho em là keo 10. Giá thì chỉ có 40k cho một cuộn keo 10 như này thôi. 40.000 cho một cuộn keo 10 như này thôi. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật, chịu được nhiệt độ cao từ âm 40 độ C đến 70 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ cao luôn. Các bác dán lên các bề mặt này, mái tôn, mái ngói rồi tường, trần nhà đều ok hết nhá. Nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 40.000 cho một 40.000 cho một cuộn như này con này, 40.000 cho một cuộn keo dán tôn như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Dán nên là nó bắt lên cái bề mặt rất là tốt luôn nha. Dạo này nó mưa nên mái nhà mình dồn nhiều lắm. Và thấy quảng cáo cái băng keo này khá là hay nên mình đây đặt ngay về cho mọi người xem nha. Nghe nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, kể cả ống nước đang chảy ấy, bịt lại vẫn được. Mình thì cũng không tin đâu, nhưng mà khi thử bóc ra thì thấy lớp keo khá là dày và dính khá là chặt. Gửi đến đây tôi đã thấy đã có những bát gạo rồi đấy. Mọi người ai quan tâm thì đặt hàng ngay bên dưới nhá. Đây, dạo này nó mưa nên mái nhà mình dồn. Giá rất là tốt luôn không nha. Đó. Lên cho em là keo dán tôn nhé. Quảng cáo cái băng keo này khá là hay nên mình đặt ngay về gửi cho mọi người xem nha. Nghe nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, kể cả ống nước đang chảy ấy, bịt lại vẫn được. Mình thì cũng không tin đâu, nhưng mà khi thử bóc ra thì thấy lớp keo khá là dày và dính khá là chặt. Gửi đến đây tôi đã thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi đấy. Mọi người ai quan tâm thì đặt hàng ngay bên dưới nhá. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô khóa số nhá, khóa số. Có lên cho là khóa chữ U, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một cái khóa chữ U như này nhá. Đấy. Đấy, 90k cho một con khóa chữ U như này. Đấy. Lên cho em là khóa chữ U, giá của nó sẽ là 90k. Đấy. Thì nó sẽ về cho các bác là màu đỏ và màu đen lẫn lộn như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Nó có màu đỏ, màu đen như này. Gửi màu ngẫu nhiên cho bác nhá. Đó. Con này thì ưu điểm của nó sẽ là không cần chìa và khóa cũng khá là to và chắc chắn nhá. Khóa khá to chắc chắn không cần chìa. Đây. Thì em sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt này. Đấy. Khi các bác cài mật khẩu thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bác sẽ là mở khóa ra cho em này. Sau đó thì mình đây nó sẽ có hai cái vạch trắng như này. Các bác xoay cái vạch trắng bên này đi, cái vạch bên không có chìa này này, không có tay cầm này. Đấy nhá. Mở ra này. Sau đó thì các bác xoay cái này đi cho em. Đó. Sau đó thì các bác để mật khẩu tùy ý 1234 hoặc là em để là 4 số 9 như này. Đấy, em xoay đi 4 số 9 này, sau đó em xoay ngược trở lại này đây. Hai cái mạch như này. Đấy. Hai vạch trắng như này là mật khẩu mới bây giờ của em là 4 số 9 nhá.
em chỉ cần đảo đi một số là đã không mở được rồi nhá. Đấy. Còn các bác muốn cài lại mật khẩu thì các bác mở khóa ra này. Đấy, trước tiên là phải mở khóa ra, sau đó thì các bác xoay cái lẫy này đi. Sau đó thì các bác đổi mật khẩu này em lại trả về 4 số 0 này. Sau đó em lại xoay cái vạch trắng này về này. Xoay cái vạch trắng này về cùng như này. Đấy, thì bây giờ là mật khẩu mới sẽ là 4 số 0 nhá. Hàng thì bên em đã trước khi gửi cho các bác đều là để mật khẩu 4 số 0 và hàng sử dụng ngon lành nhá. Còn về nhà các bác sử dụng các bác cài làm mất mật khẩu thì cái đấy các bác phải chịu nhá. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k. Đó. 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường không nhá. Keo vá tường. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đây. Các bác xoáy ra này, nó sẽ là thuộc cái dạng keo trắng như này nhá, keo trắng như này, đó, keo trắng như này các bác này, đây, nó sẽ là thuộc cái dạng keo trắng như này các bạn, đây, keo trắng tinh như này. Thì khi mà các cái phần tường của nhà các bác nó bị hoen ố, bị xỉn, bị bong, thì các bác đưa vào, sau đó thì mình cho lên đây các bạn, đấy, cho lên sau đó thì các bác sẽ xoa đi cho em, đấy, đây, đấy, các cái này nó sẽ là thuộc cái dạng là keo như kiểu kem đánh răng ấy, nhưng nó sẽ khô hơn một chút nhá, sẽ khô hơn một chút. Đấy, các bác chỉ cần đưa vào, sau đó các bác xoa đi là nó sẽ bám lên cái phần tường nhà mình nhá. Đó. Để nó bảo vệ cho cái phần các cái phần tường mà nó bị bong, bị chốc, bị rột, nó bị thấm ẩm đấy các bác. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng keo như này các bác này, thuộc dạng keo trắng như này. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này nhá. Đấy. Lên cho em là keo vá tường này, đó, keo vá tường. Đấy, keo vá tường, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ như này. Đấy, 40k cho một típ keo như này. Đấy, lên cho em là keo vá tường, giá sẽ là 40.000. Đó, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây. Các bác, đây, các bác cho vào này, đấy, sau đó thì các bác miết cho nó phẳng đi là xong nhá. Miết cho nó phẳng đi. Đó, đấy các bác miết cho nó phẳng đi là xong. Đây. Đấy, các bác biết cho nó phẳng đi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Bên mã treo là keo vá tường nhá. Keo vá tường, giá của nó sẽ là 40.000. Đây các bác này, đó. Đấy, các cái phần tường của nhà các bác nó bị nứt, bị rột nhá. Đấy. Về nhà các bác vá vào, sau đó các bác miết nó đi xong. Rất đấy. Mốc tường như thế này đúng không nhỉ? Bây giờ nó có cái lọ keo chát tường, vá tường rất là tiện dụng các bạn nhé. Cứ chỗ nào hở là mình xịt mấy ít ra, không mình chát như là chát vữa ấy. Các bạn tham khảo nhá. Chắc nhà bạn. Bức tường nhà bạn xuất hiện nhiều vết nứt, vết ố vạch hay những nét vẽ bậy của các bé trong nhà gây ảnh hưởng đến mỹ quan ngôi nhà thay vì phải sửa chữa tốn kém. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cách giải quyết nhanh chóng, đó là sử dụng keo vá tường chống thấm. Là loại keo được làm từ nhiều gốc epoxy và chất rắn, khả năng bám dính tốt và chống thấm cao giúp phục hồi lại tường nhanh chóng mà lại rất an toàn. Hãy bôi một lượng keo vừa đủ lên bề mặt trần vá, dùng dụng cụ trét tường được tặng kèm để tán đều keo. Chờ keo khô sử dụng giấy nhám để mài cho phẳng mịn bề mặt. Chúc bạn thành công. Đó. Thì các bác sẽ được tặng kèm cả một cái vòi lẫn một cái đầu bàn chải như này. Đấy, cái đầu để các bác chét như này nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm cho bác luôn. Giá chỉ có 40.000 thôi. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường một lọ này cũng khá là nhiều đấy các bác. Một lọ này khá là nhiều luôn. Thì các bác dùng để 250g, tức là 2 lạng rưỡi nhá, 250g. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa choàng. Thì khi các bác sử dụng choàng lên nó sẽ như trên hình như này em nhá. Em cũng hơi ngại dở ra cho nên là các bác cứ xem trên hình đúng như trên hình này luôn. Đó. Giá thì sẽ là 140k, lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng sẽ là 140.000 cho một con áo mưa choàng như này. 140k nhá. Con này nó sẽ có cả cái phần mũ cho bác luôn, mũ để che cho khỏi hắt vào mắt luôn. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 140k cho một chiếc như này. Con này thì hàng khá là to, hàng nó to lắm các bạn. Đấy. Dùng cực kỳ là đã luôn. Đây các bác nhá, mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bác này. Đấy. Bên em cũng có màu hồng và màu xanh. Bên em có hai màu hồng và màu xanh. Các bác vẫn xem điện thoại bình thường hoặc cho có trẻ con ngồi đằng trước cũng rất là ok. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy.
em bé ngồi trong vẫn ok, các bác có kính để che cho cả mắt luôn. Đấy, nó sẽ mô phỏng như trên hình như này và đúng thực tế như này luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là áo mưa choàng nhá, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. 140.000 cho một con áo mưa choàng. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đấy, nó sẽ như đúng như cái áo mưa này con này. Đấy. Đấy, cũng có mặt đằng trước kính như này. Giá thì rất tốt cho bác luôn. Đó. Đấy, cũng có kính chắn như này các bác nhá. Có kính chắn như này luôn. Đấy. Rội nước thoải mái luôn. Đấy, bác theo. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con áo mưa choàng như này, giá sẽ là 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phủ máy giặt nhá, lên cho là phủ máy giặt. Giá thì sẽ là phủ máy giặt này. Đấy. Phủ máy giặt giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái phủ máy giặt như này. Đây, nó sẽ che lên cái máy giặt cho các bác nhá. Thì cái này nó rất là thẩm mỹ, khi mà các bác giặt thì các bác dở ra, còn không giặt thì các bác che lên cho em là xong, nó rất là tiện dụng luôn. Đó, lên mã cho em là phủ máy giặt, giá nó sẽ là 50.000 nhé. Đấy, phủ máy giặt. Đây các bác này. Đây các bác này. Đó. Thì nó cũng tính thẩm mỹ rất là cao. Đấy, không bị thấm hút nước này. Đấy. Các bác che lên máy giặt cho em là xong. Đó. Đấy. Đây các bác này. Đó. Đây, này nó chùm lên như này. Bình thường ví dụ trong nhà mà các bác để trong nhà muốn che đi cho nó lịch sự, hoặc nhà có khách khứa, đấy, hoặc là sử dụng trực tiếp trong nhà thì dùng cái này chứ. Đấy. Nó sẽ có cửa trên và cửa ngang, thì các bác lấy thì các bác yêu cầu là cho tôi cái cửa trên hoặc là cái cửa ngang nhá. Đấy, phủ máy giặt giá thì chỉ có 50.000 thôi, rất là tiện dụng luôn. Đấy, về các bác chỉ cần che đi là xong. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là nghệ thuật các bác nhá. Nó có quai đeo như này. Giá thì chỉ có 50.000 cho một con phủ máy giặt này thôi. Rồi ok. Shop về cho các bác cái viên thả bồn cầu cái mẫu mới nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là thả bồn cầu trắng nhá. Thả bồn cầu trắng. Đấy, hộp nó màu trắng, à màu hồng như này. Lên cho em là thả bồn cầu hồng nhá. Đấy, thả bồn cầu hồng. Hộp này của nó sẽ là 12 viên. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên cho các bác nhá. Đó. Xem có đúng 12 viên, một hộp 12 viên. Mỗi tháng các bác giã vào một viên cho em. Đấy, bóc ra. Hả? Này nó sẽ là màu hồng nhá, thì các bác lên cho em là thả bồn cầu hồng nhá, màu hồng như này. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Mỗi tháng thì các bác bỏ vào cho em một viên, bóc ra bỏ trực tiếp vào cái bồn cầu ấy luôn. Cái này thì nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ tan dần, các bác không cần phải vớt giấy bóng mới biết, hoặc là các bác không cần phải thao tác gì nữa, chỉ cần bỏ vào là xong thôi. Đấy, bỏ vào là xong thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là chất lượng và giá rất là tốt luôn. Con này thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy. Sạch, thơm và diệt khuẩn nhá. Đó. Giá thì nó sẽ là 30.000. Các bác lên cho em là thả bồn cầu hồng nhá, thả bồn cầu hồng. Thả bồn cầu này. Đó. Thả bồn cầu hồng. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 trên một hộp nhá. Đấy. Còn bên em có một cái mẫu kia thì nó sẽ là túi thả bồn cầu thì nó sẽ là màu xanh nhá. Còn cái này là thả bồn cầu hồng. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Các bác cứ dùng cho em trong vòng 12 tháng, mỗi tháng một viên. Về nhà các bác bóc trực tiếp ra, ném vào cái bồn cầu nhà mình là xong nhá. Đó, lên cho em là thả bồn cầu hồng nhá, thả bồn cầu hồng. Lên đúng tên cho em các bác nhá. Tại vì nó sẽ có 2-3 mã cho nên là các bác phải lên đúng tên. Thả bồn cầu hồng này, thả bồn cầu. Đó. Màu hồng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một hộp như này, 12 viên, 30.000 cho một hộp 12 viên. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi bí các bác nhá. Đó, nồi bí. Con này thì dung tích của nó sẽ là hàng này hàng to nhá, hàng này hàng đại. Đấy. Mặc định bên ngoài hộp thì đang ghi là 8 lít mà còn em không biết là bên trong nó là bao nhiêu. Đấy. Vỏ thì nó đang ghi là 280 ml và dòng này là dòng 8 lít nhá. Dòng này dòng to đấy các bác. Đấy, 8 lít con này là khá to. Con này các bác luộc một con gà to thoải mái luôn. Đấy.
8 lít. Đường kính của nó là 28 cm. Con này các bác luộc gà to thoải mái luôn. Đấy, đây các bác. Đấy. Một con nồi bí như này. Kính của nó sẽ là kính cường lực nhá. Kính của nó kính cường lực. Có cả các cái phần để các bác nhiều chi tiết gớm nhỉ. Đây, cái này là những cái quai nhá. Về nhà các bác lắp những cái đầu quai này vào cho em nhá. Đấy. Tại vì để đóng gói cho nó nhỏ gọn thì là người ta không có lắp đặt mà về nhà các bác phải tự lắp vào. Đây, những cái quai này. Lắp vào này. Đấy, lắp những cái quai này vào. Đây. Đấy, những cái quai này nhá, về nhà các bác lắp vào, nói chung nó cũng rất là dễ lắp thôi. Nên nó đơn giản thôi, cũng không có cái gì là phức tạp cả các bác nhá. Đấy. Quai kia về nhà các bác xoáy vào cho em là xong. Chỉ cần đặt vào là xoáy ốc là xong. Đây, còn đây là cái quai của nó này. Cái quai của cái nắp trên này. Đấy. Quai của nắp trên này. Đây, một cái con nồi bí như này. Đấy. Con này thì nó sẽ có cái giòn này, nó có cái độ hít rất là tốt nhá. Có giòn này có độ hít rất là tốt. Đấy. Các bác lên cho em là nồi quả bí nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là nồi quả bí nhá. Nồi quả bí này. Đó. Nồi quả bí, giá của nó sẽ là 150.000. Đó, 150.000. Được. Bơm thoải mái. Đấy. Nồi quả bí nhá. Đó, nồi quả bí. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con nồi quả bí như này. Đó. Con này của nó thì bên trong này của nó thì nó sẽ còn có cả, hình như là nó có cả chống dính luôn các bạn. Đấy. Có cả chống dính luôn các bác nhá. Đấy. Có cả chống dính luôn. Đấy. Cũng tương đối là dày dẫn nhá. Đấy. Đấy, rất là chắc chắn luôn, tương đối dày dẫn chắc chắn. Nói chung là con này thì các bác dùng để luộc gà, luộc vịt này hoặc là hầm đồ ăn nữa cũng rất là ok, rất sạch sẽ nhá. Đấy. Bên trong có cả tráng đá chống dính luôn. Lên cho em là nồi quả bí nhá. Giá siêu rẻ cho bác luôn. Chỉ có 150.000 cho một con nồi quả bí này. Đấy. Về nhà thì tất cả các cái đầu quay đầu của nó ở đây. Các bác cứ lắp đặt vào cho em theo như hướng dẫn trong hình nhá là ok thôi. Đấy, theo như hướng dẫn là ok. Đấy. Nó có hình như này. Có hình này các bác cứ lắp theo như ở trên hình này là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là nồi quả bí nhá. Nồi quả bí. Giá siêu tốt luôn, chỉ có 150.000 cho một cái nồi quả bí như này. Quá rẻ các bác. Đấy. Một con nồi cực kỳ dày dẫn chắc chắn mà giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Đó, nồi quả bí. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chai xịt hôi dày nhá. Xịt hôi dày. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000. Lên cho em là xịt hôi dày nhá. Bác nào bị hôi dày này, hôi chân này. Đấy, đều xịt được hết nhá. Đấy. Đấy. Xịt hôi dày, giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai này. 45.000 nhá. 45.000. Đấy, 45.000 cho một chai này. Bác nào chuyên đi tập luyện thể thao này hoặc là đi chạy bộ hoặc là nói chung là liên quan đến đi giày nhá, đi giày đi tất thì các bác xịt cái này cho em. Đó, đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hương chanh rất là thơm. Đấy. Thứ nhất là nó giúp cho các bác là diệt tay đánh tan vi khuẩn này, đấy, đánh chết vi khuẩn này. Thứ hai là lưu hương thơm này. Đấy, đây. Của nó sẽ có tinh chất AG này, tinh chất bạc này. Đấy các bác nhá. Và rất là nhiều các cái hương liệu thơm khác để giúp cho diệt khuẩn rất là tốt luôn. Đây, các bác xịt trực tiếp vào trong giày như này cho em, xịt trực tiếp vào trong giày như này. Đấy, rất là thơm luôn nhá. Hàng nội địa của Nhật nhá, có tinh chất bạc rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 cho một chai xịt hôi dày như này nhá. Lên cho em là xịt hôi dày, giá của nó sẽ là 45.000 nữa nhá. 45.000 cho một chai xịt hôi dày như này. Rồi ok. Zimiki cho cái loại Zimiki cho nó mạnh. Tình nồng thấm xuyên. Đấy các bác thấy không? Đó, âm thanh cực kỳ là hay nhá, chất lượng âm rất là tốt nhá. Con này thì nó sẽ có cả tính năng sạc ra cho sạc nhanh cho điện thoại, nhưng mà sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc vào nhá. Còn bình thường thì chỉ để nghe nhạc thôi. Đấy, nó là một cái dạng loa chữ G rất là đẹp này. Đấy được rồi, được rồi. Đấy các bác thấy không? Đấy, âm thanh rất là hay các bác nhá. Đó. Đấy. Các bác thấy không? Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, chất âm của nó cực kỳ hay luôn các bạn. Âm thanh ánh sáng cực kỳ là sắc nét luôn. Chiều dài và chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20 cm nhé. Chiều rộng khoảng trên 20 cm. Nó sẽ là hình chữ G như này, rất đẹp các bạn này. Đấy, bạn thấy không, chất âm của nó thì cực kỳ là hay luôn. Chống oánh rất chắc các bạn nhá. Đó. Loa của nó thì nó sẽ có hai con hai mặt luôn nhá. Đấy. Chất âm cực kỳ là đằm thắm luôn các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không, cực kỳ là hay luôn. Đấy, âm thanh rất là sắc nét và nghe rất là đã. Đây là nó lại có 7 màu nữa.
Khi các bác bật nguồn thì bật cho em cả cái nút này và cả nút này nhá. Hai nút đầu tiên này nhá. Hai nút đầu tiên này nhá. Chất âm cực kỳ là hay luôn các bác. Rất hay các bác nhá. Đó. Chất âm cực kỳ làm thắm luôn. Đấy, đập cực chắc nha, các bác có thể dùng tính năng sạc nhanh nha. Nếu sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc pin vào cho em nhá. Đó. Rồi ok. Đấy, nếu các bác dùng tính năng sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc vào cho em nhá. Còn bình thường thì nó chỉ sử dụng để nghe nhạc được thôi. Còn nó có tính năng sạc nhanh, nhưng mà muốn sạc nhanh ấy, các bác phải cắm dây sạc vào. Đấy, con này thì khi các bác bật nguồn thì nó sẽ là có hai phím này, một phím này là phím đèn này. Đấy. Phím này là phím đèn này và phím này là phím nguồn này. Hai phím nha các bác, phải bật hai phím liên tục thì mới được nhá. Đấy, chứ còn bật một phím thì nó sẽ không ăn đâu. Đấy, phím này phím đèn, phím này phím nguồn đây. Đây, thì em sẽ bật cho các bác xem nhá. Đây, bật đèn trước này. Đó, bật đèn này. Đó thì sau đó thì các bác bật cái phím nguồn này lên nhá để kết nối này. Đấy, nó phải lên cái chữ là Bluetooth mail mới được. Đấy, sau đó thì các bác kết nối thôi. Đấy, ở đằng sau này thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt này. Một mặt đằng sau này mỗi mặt một loa nhá. Mặt đằng sau này thì sẽ có là một chân sạc này, cắm USB này và cắm thẻ nhớ này. Đấy, và các bác sẽ có một jack, một lỗ jack 3.5 nữa nhá, một lỗ jack 3.5 nữa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Anh em các bác mua hàng có thể liên hệ nhá. Lên cho em là loa chữ G nhá, giá của nó sẽ. Các bác lên cho em là loa chữ G nhá, loa chữ G. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá, 260.000 và bao ship. Lên mã cho em là loa chữ G, 260.000 bao ship. Rồi ok. Quạt điện cũng nhá, quạt điện. Con này thì nó chạy điện 220. Dây của nó thì nó dài khoảng là trên 1 mét thôi nhá. Dây dài trên 1 mét. Con này dùng thì cực kỳ là ngon và chất lượng luôn. Đây con này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác nhá. Đó. Đây em sẽ chạy thử cho bác xem luôn. Con này nó chạy mạnh lắm các bạn. Chạy rất mạnh luôn. Và chạy rất khỏe nha. Nó sẽ có công tắc ở đằng sau này các bác nhá. Đây có công tắc đằng sau này. Đấy con này. Đây là số 1 này các bác này. Đấy số 1 này. Chạy rất là khỏe luôn. Đấy cái này thì nó sẽ có cái quay này giúp cho tỏa ấy này. Đấy. Đây các bạn này, đó, số 2 này, số 3 này, đấy. Đấy. Nó có xem 1, 2, 3 không nhá, đấy, nó sẽ có 3 số như này. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bạn, chạy tít lắm, đây các bạn xem. Đó, chạy tít, siêu mát luôn các bạn nhá. Đấy. Gió, quạt nó chạy bằng điện mà, cho nên là rất là mát luôn. Và để dưới đất cũng rất là gọn các bạn này. Các bác có thể để trên giường này, để các cái vị trí mà mình mong muốn này. Đây, đây em sẽ cho các bác xem nhá. Đây các bạn này, đó, gió các bạn này. Đấy, các bạn xem chưa? Gió thổi bung tóc lên luôn. Đấy các bạn nhá. Đây, đấy. Rất là mát các bạn nhá, quạt rất là mát luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Đây, lên mã giúp cho em là quạt điện nhá. Quạt điện em sẽ có cái màu hồng như này và cái màu... Đây, đấy, có cái màu hồng và cái màu... màu vàng như này, màu hồng và màu vàng như này. Đấy các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Con nào cũng chạy rất là khỏe luôn đúng không nhá. Đây. Con nào cũng chạy rất là khỏe luôn. Các bác có thể xoáy cái này để điều chỉnh cho cái này nó chạy nhanh chạy chậm ở đây. Đấy các bác có thể xoáy cái này nhá. Đấy, khi mình xoáy cái này thì nó sẽ điều chỉnh nhanh chậm cho các bác. Đấy mình xoáy cái này vào này. Đấy nó sẽ điều chỉnh chạy nhanh hoặc chạy chậm ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đấy mà mình bỏ ra thì nó sẽ chạy nhanh. Cái này thì nó giúp cho mình tỏa gió thôi, nó như cái túc năng thôi. Không có cái gì là ấy cả. Và nó sẽ có công tắc ở đằng sau có hai số thôi các nhá, có hai số thôi. Đấy, hai số thôi chứ không phải ba đâu nhá. Đấy cái này là số 0 này, số 1, số 2 này. Đấy, số 1 này, số 2 này. Đấy. Công tắc tiếng rất là ngon luôn nhá. Đấy, số 1 này, số 2 này. Công tắc tiếng rất là ngon luôn các nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Đấy em sẽ có hai màu, màu hồng và màu hồng và màu vàng này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó. Các bác lên máy giúp cho em là quạt điện nhá. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Đó, lên cho em là quạt điện nhá. Đó. Quạt điện nó chạy bằng điện 220. Quạt điện 220. Đó, giá bên shop đang gửi tới bác 150k nha một con quạt điện như này. 150.000 cho một con quạt điện như này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là quạt điện giá của nó sẽ là 150k. Đó, quạt điện giá nó sẽ là 150k đây. Đây em sẽ có cái bóng để thử gió cho bác xem này. Đấy đây nhá. Đây. Nó thổi ra này. Đấy. Được. Gió rất là mạnh luôn đấy. Đấy. Đấy, theo. Đấy. Gió rất là mạnh luôn đấy. Đấy, các bạn thấy không? Gió thổi phù luôn. Đấy. Đây các bạn nhá.
giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em là quạt điện nhá, quạt điện giá của nó sẽ là 150.000 cho con quạt điện như này. Đấy, quạt điện. Đấy, rồi. Lên mã cho em là quạt điện nhá, giá sẽ là 150k cho con quạt điện như này nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là bình nhiệt nhá. Đấy. Lô này thì nó sẽ là kiểu dáng và mẫu mã rất là mới luôn. Đấy. Con này thì mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là giữ nóng 12 tiếng và giữ lạnh 12 tiếng. Còn test thì em cũng chưa test qua, cho nên là về các bác cứ test xem cái thực tế của nó sẽ là bao nhiêu. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Và lô này thì bên shop về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây nhá. Có quai đeo bằng da như này, có quai đeo bằng da như này nhá. Màu của nó sẽ là màu inox nhá. Đó, màu của nó sẽ là màu inox. Đây, Su 316 các nhá. Đây. Đấy, inox 316 các bác này. Inox 316 là một trong những dòng inox cao cấp và dùng cho thực phẩm là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái lưới lọc này, có cái lưới lọc này các nhá. Đấy. Có lưới lọc để cho các bác pha trà, pha cà phê. Có cái lõi lọc này để các bác dùng để các bác pha trà, pha cà phê thì hoặc là pha các cái nguyên liệu gì đó thì nó sẽ không bị, khi bác rót nó sẽ không bị đẩy ra ngoài nhá, không bị đẩy ra ngoài. Nó sẽ nằm ở trong này. Đây, nắp của nó đây, nắp của nó cũng là dạng rong, nắp rong và giữ nhiệt luôn có nhá. Nắp rong giữ nhiệt luôn. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Đấy. Con này thì giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng này. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá, sử dụng inox 316. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là hợp lý nhá. Đây, một con bình giữ nhiệt như này, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy, hàng nội địa đến bàn. Hàng nội địa của Nhật như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Lên cho em là bình thể thao nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là bình thể thao nhá. Đó. Bình thể thao này, bình thể thao. Đó, bình thể thao. Giá nó sẽ là 100k cho con bình thể thao này thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi. Con này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó là hình như là 1 lít các bạn nhé. Dung tích của nó là 1 lít các bạn. Inox 316 đây. Đấy, Su 316 các bạn này. Đó. Dung tích của nó chắc là khoảng 1 lít gì đấy các bạn, khoảng 1 lít. Đấy. Con này thì chắc khoảng 1 lít thôi các bạn. Này, nó cũng nhỏ gọn như này thì chắc khoảng 1 lít thôi. Nói chung là 1 lít là ok rồi. Buổi sáng các bác uống cho em 1 lít, buổi chiều uống 1 lít là ok. Đây. Đấy, có nắp xoáy như này rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó, rất ngon lành cành đào nhá. Giá thì rất hợp lý các bạn. Đây. Có quai đeo như này, rất là ok luôn. Lên cho em là bình giữ nhiệt nhá. Đấy. Bình giữ nhiệt. Lên cho em là bình thể thao bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bình thể thao này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác đây. Đấy, kích thước của nó là 8x8x29.3. Đấy, tức là một chiều là 8cm, hai chiều 8cm và dài là 29.3, tức là dài gần 30cm. Chịu được nhiệt độ đây từ 20 độ C đến 95 độ C này. Đấy. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bình thể thao như này, giá của nó sẽ là 100k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp tăm thông minh nhá, hộp tăm thông minh. Đây. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái hộp tăm thông minh như này. Đấy, lên cho em là hộp đựng tăm thông minh, giá của nó sẽ là 15k. Đấy, hộp đựng tăm chất lượng mà giá chỉ bằng cái hộp tăm bình thường ngoài chợ thôi. Đây, về nhà thì các bác bỏ tăm vào đây cho em nhé. Bỏ tăm vào đây cho em này. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ đẩy lên như này không nhá. Đấy, các bác cứ ấn xuống này. Ấn xuống thì là nó sẽ đẩy lên thôi. Ấn xuống là nó sẽ đẩy lên. Đấy, rất là ngon lành thôi. Đây, em sẽ lắp vào em test thử cho bác xem nhé. Đây, đấy. Hàng thì rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Rất dày dẫn chắc chắn. Rất chắc chắn nhá. Đây. Các bác cứ nhấp này là nó lên này. Đấy nhá. Đấy. Nhấp này là nó lên này con này. Đó, có thấy không? Đây. Đấy, cái này thì nó rất là tiện, mình không cần phải đổ. Nhiều khi người già mà đổ không biết thì nó lại bị văng ra hết. Nó bị văng ra hết, nhưng mà đây thì người già trẻ con mà lấy không biết thì nó văng ra hết, nhưng mà đây thì không cần. Các bác chỉ cần ấn này là nó sẽ đẩy lên này, là các bác gió này thôi. Đấy, nó rất là tiện nhá. Và nó chỉ ra 1 đến 2 cái thôi. 1 đến 2 cái này các bác nhá, chứ nó không ra nhiều như là cái bình thường mình sử dụng cái dòng kia.
cái dòng kia thì mình đổ nó sẽ rào ào, nó sẽ bị rơi mất, nó bẩn thỉu. Đây thì các bác chỉ cần nhấp này thôi, nhấp nhẹ này là nó sẽ đẩy lên thôi nhá. Đó, nó sẽ đẩy lên là các bác rút ra thôi, nó rất là tiện mà. Đấy, thấy chưa, có thấy không, rất là tiện luôn nhá. Đấy, lên cho em là hộp tam thông minh nhá, hộp tam thông minh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cái hộp tam thông minh như này. Đấy, các bác lên up cho em là hộp tam thông minh nhá, hộp tam. Đấy, hộp tam nhá, hộp tam thông minh. Đó, hộp tam thông minh giá của nó sẽ là 15k cho một hộp tam thông minh như này nha. Các bác lên cho em hộp tam thông minh, giá của nó sẽ là 15k trong cái hộp này thôi. Đấy, bằng nhựa ABS cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Nói chung là rất là chắc chắn luôn, rất chắc chắn luôn, 15k. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Thì cái này các bác lên mã giúp cho em là keo 10. Đấy, hàng lô này về hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn. Đấy các bác nhá. Đó, lên cho em là keo 10 nhá. Đó, keo 10. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá bản này của nó là 10 sen nhá, bản 10 sen. Giá đây bên shop đang gửi tới bác chỉ có 40k trong hộp keo 10 này thôi. Dòng này của nó là dòng cao cấp, dòng loại 1 thôi nhá. Dòng này của nó sẽ là dòng loại 1 cực kỳ là cao cấp luôn thôi nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là đây, đấy, một cái lớp mà tôn dính siêu dính luôn các bác nhá, một cái lớp keo siêu dính luôn và nó là thuộc cái dạng keo cao su non. Đây, thì em sẽ bóc vào cho các bác xem. Đây nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có một cái lớp màng dây bóng. Con này thì nói chung là hàng này là hàng loại 1 các bác nhá, hàng loại 1 nhá. Đấy. Chứ còn những cái hàng chợ kia thì không nói làm gì các bạn. Đây là hàng loại 1 này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đầu tiên về thì các bác bóc ra cho em này. Sau đó nó sẽ có một cái lớp màng dây bóng này. Có cái lớp màng dây bóng này. Đây. Có cái lớp màng dây bóng này, các bác bóc cái lớp màng dây bóng này ra này. Đấy, bóc cái lớp màng dây bóng này ra. Sau đó thì các bác dán lên cái bề mặt của mái tôn này. Đấy. Bình thường nếu các bác ra cửa hàng mua nó cũng phải 50-60 nghìn một cuộn nhá. Đấy. Cái này thì độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn các bạn. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, cao su non. Đấy, nó sẽ là cao su non. Càng nắng thì nó lại càng chịu được nhiệt, độ tốt nó lại càng chảy ra. Đây các bác nhá. Đó, đây. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, đây này. Đấy, nó đúng như là kẹo kéo luôn các bạn. Đấy. Đây. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Bám dính cực kỳ là tốt luôn. Đó. Con này thì về các bác dính vào mái tôn này hoặc là dính vào các cái phần tường bị thấm này, nói chung là tất cả các bề mặt và trên mọi chất liệu nhá, kể cả các bác dính vào cái bề mặt nước cũng ok luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cho một lọ này thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nhá. Trên mạng rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đó, dán kể cả trên bề mặt nước cũng ok luôn nhá. Đấy, một quận này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k thôi. Lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Nói chung là nhà nào thì cũng phải có mái tôn, mái ngói rồi là các cái bề mặt là bị thấm nước mưa thì các bác mua cái quận này về dán cho em các bác nhá. Keo 10, giá của nó sẽ là 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô sản phẩm đó là cái massage cánh bướm nhá. Đấy, các bác lên cho em là massage cánh bướm các bác này. Đó, cánh hình con bướm nha. Lên cho em là massage cánh bướm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác massage cánh bướm, giá của nó bên shop đang bán là 70k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k cho một cái massage cánh bướm này thôi. Con này rất là tiện dụng. Bộ sản phẩm của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, một dây sạc và một cái màng như này để các bác về các bác bóc cái miếng dính nha. Đây nha, về các bác bóc ra này. Đấy, bóc này ra cho em. Sau đó thì các bác sẽ dán cái này vào. Đây. Để các bác ép cái này vào cho em này. Ở đây nó sẽ có hai cái lỗ này, hai cái lỗ về các bác ấn vào này cho em nha. Ấn vào như này. Đấy. Sau đó thì các bác bóc cái màng này ra. Đó, bóc cái màng này ra các bác nhá. Ở đây nó sẽ có cái lớp để nó bảo vệ đây. Nó gọi là cái màng. Đấy, các bác bóc ra.
Sau đó thì bây giờ các bác sẽ đặt lên các cái phần mà mình muốn massage. Sau đó thì các bác ấn em cái dấu cộng nhá, ấn dấu cộng này. Đó. Ấn dấu cộng hai lần là máy chạy đây. Em sẽ test thử cho bác xem luôn. Con này thì độ rung của nó rất là mạnh nhá. Đây, em sẽ thử trên đùi luôn nhá. Đây. Đấy các bác này. Đây. Đây các bác nhá. Đấy em sẽ test thử cho bác xem luôn. Đấy. Nó rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, rung rất là mạnh luôn các bạn. Đây. Đây các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Các bác có thể thích rung mạnh thì các bác đẩy cấp độ rung lên. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 19 cấp độ rung nhá. Đấy, 19 cấp độ rung và nó sẽ có cho các bác là 8 cái chế độ nhá. Đấy. Chế độ beat này, chế độ massage này. Đấy, các bác muốn chuyển chế độ thì các bác ấn vào chữ M này là chuyển chế độ này. Chế độ massage này. Đấy, chế độ action này. Đấy, và các cái chế độ khác nhá. Đó. Nhưng mà chủ yếu thì các bác cứ để cái chế độ beat này là xong. Đấy. Đấy. Các bác cứ chuyển chế độ sau đó thì các bác tăng cấp độ lên. Đó. Đấy. Tăng cấp độ lên. Đó. Tùy theo các bác sử dụng nhá. Đó. Thì các bác có thể chuyển chế độ tùy theo. Đó. Nó sẽ có là 8 cấp độ và 9 chế độ rung nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Đấy, các bác cứ để cấp độ nào thì tùy theo. Đây nó rung các bác này. Đấy, nó rung cái bắp đùi này. Đấy, nó rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, bác thấy không? Nhảy bắp đùi lên luôn các bác này. Đấy, bác thấy không? Rung rất mạnh luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là 19 cấp độ rung và 8 chế độ. Đấy, các bác thấy không? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, nó rung rất là mạnh luôn các bạn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là massage cánh bướm các nhá. Đấy, các bác lên cho em là massage cánh bướm. Đấy, khi tắt đi thì các bác cứ nhấn cho em dấu trừ này. Bao giờ nó về màn hình nó tắt là nó sẽ tắt các nhá. Đó. Tắt đi thì các bác ấn dấu trừ, còn bật lên thì các bác ấn cho em là cái dấu cộng 2 lần. Tắt đi thì các bác nhấn cho em dấu trừ. Đó. Thì không dùng nữa thì các bác lại dán cái dây bóng này vào. Các bác để gọn vào. Sau đó lúc nào dùng thì các bác lại sử dụng lại dán vào các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là massage cánh bướm nhá, massage cánh bướm. Giá bên shop đang gửi tới các bác một cái con massage cánh bướm như này. Giá chỉ có 50k thôi. Đấy. Massage cánh bướm nhá, giá của nó sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh các bác nhá. Các bác lên cho em là tẩy xanh, con này thì dùng cực kỳ là sạch luôn. Đấy. Lên cho em là tẩy xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu cái tẩy xanh này nhỉ? Giá sẽ là 30k nhá. Đấy. Lên cho em là tẩy xanh, đó. Tẩy xanh, giá của nó sẽ là 30k cho cái tẩy xanh như này. Đó, 30k cho con một hộp tẩy xanh như này các nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 các bạn. Đây. Đấy. Một hộp tẩy xanh như này giá sẽ là 30.000 các bạn. Con này thì chuyên để tẩy xoong nồi và vành đĩa ô tô. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Này, không nhá. Biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó, rất là ok các bác nhá. Đó. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Rồi ok các bác nhá. Đấy, lên mã cho em là tẩy xanh. Giá sẽ là 30k nhá. Tẩy xanh 30k trong hộp như này. Đấy, giá của nó sẽ là 30k trong hộp tẩy xanh như này các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng các bác luôn. Rồi ok. Mặt các bác nhá. Đấy, khăn rửa mặt này. Khăn rửa mặt nhá. Đó, khăn rửa mặt. Một bịch như này là 10 cái nhá. Khăn rửa mặt một bịch này sẽ là 10 cái. Giá bên shop đang gửi tới bác cái 60k nhá. 60k cho một bịch 10 cái như này. Đấy. 60k trên 10 cái nhá. Đấy, 60.000 trên 10 cái khăn như này các bác nhá.
60.000 trên 10 khăn như này. Đấy, tính ra vào các bác mua chỉ có 6.000 một cái này thôi. Đó, nếu như mua cả chục. Còn bên em bán lẻ thì số lượng này em sẽ bán từ 2 chiếc trở lên nhá. Bán từ 2 chiếc trở lên, à 3 chiếc trở lên. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Khăn này thì nó sẽ khác với các cái dòng khăn của Việt Nam mình. Đó, khăn này thì nó 100% của nó là bằng sợi bông, cho nên là dùng nó rất là bông khăn nhá. Và khi các bác vắt thì nó sẽ là kiệt nước luôn, chứ không như những cái khăn của Việt Nam mình vắt nó đọng nước đâu. Thì dòng khăn này vắt vắt nó kiệt nước luôn, nó khô luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là sạch, không bị nhớt khăn nhá. Khăn Việt Nam mình mà nếu các bác không phơi ra nắng được là nó sẽ bị nhớt, nhưng mà dòng này thì ok luôn, các bác vắt sạch phát là nó sẽ sạch luôn coi nhá. Nó rất là nhỏ gọn, vắt phát sạch luôn. Con này thì kích thước của nó chiều dài sẽ là 40 nhá, dài khoảng 45. Đấy, chiều dài của nó vào khoảng 45 và chiều rộng của nó là vào khoảng là 30 nhá. Đấy, dài 45 và rộng thì khoảng là 35. Đấy, rộng khoảng là 25 30. Đấy, nó vào khoảng là gần 30 coi nhá. Đấy, nói chung là kích thước cơ bản nó như vậy. Đây, một cái khăn rửa mặt rất là đẹp luôn. Màu sắc thì cũng rất là đa dạng. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có 60.000 một chục thôi. Còn bên em bán lẻ thì từ 3 cái trở lên nhá. Đấy, bán từ 3 cái trở lên. Đấy, 20k nhá. 20k trên 3 cái nhá. Đó. Bán từ 3 cái trở lên 20.000 3 cái nhá. 20.000 3 cái, chứ bên em không bán một cái tại vì một cái nó không bõ có nhá. 20.000 3 cái. Còn bán cả chục này thì sẽ là 60.000 một chục nhá. 60.000 cho 10 cái như này. Đấy, còn bán lẻ thì sẽ là 20k cho 3 cái các bác nhá. Đấy. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng các bác luôn. 100% là sợi bông nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đấy. Hàng về số lượng nhé, cho nên giá rất tốt, chỉ có 60k thôi. 60k trên 10 cái nhá. 60k 10 cái này. Đó, chỉ có 60k trên 10 cái thôi nhá. Đấy, các bác cứ lấy cả bịch này về dùng dần cả nhà cho nó rẻ. Thứ nhất là rẻ, thứ hai là mình để mình dùng dần. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đệm ghế các bác nhá. Đó, đệm ghế thì hôm nay bên shop lại về số lượng cho các bác và giá cũng rất là tốt luôn. Đây, thì nó sẽ là một con đệm bằng cao su non như này. Nó sẽ là bằng cao su non và nó sẽ có hai lớp các bác nhá, hai lớp như này. Đấy, nó sẽ có hai lớp cao su như này. Các bác ngồi dùng để lót xuống ghế ngồi thì rất là êm luôn. Đây, nó sẽ đựng trong một cái túi đen như này nhá. Cái mặt dưới này thì nó sẽ có cái lớp bóng cao su để chống trơn trượt nhá. Đây, có lớp bóng cao su như này để khi các bác để lên nền ghế này hoặc để xuống nền đất, nền gạch nó cũng không trơn trượt này. Đấy. Ví dụ em để cái này nó đẩy là nó đi nhá, nhưng mà để cái chiều này là đẩy là nó sẽ không đi. Các bác thấy không? Nó sẽ có cái lớp bóng cao su như này, nó sẽ giữ cho khỏi trơn trượt luôn nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là đệm ghế nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, ứng dụng rất là nhiều. Để các bác ngồi làm việc lâu nó hay bị đau mỏi mông. Đấy, tê mông thì bác dùng này cho em. Lên cho em là đệm ghế nhá. Đấy. Đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. 100k cho một cái đệm ghế như này nhá. Lên cho em là đệm ghế, giá của nó sẽ là 100k. Rất là tròn trĩnh cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí. Để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone. Hèn gì mà thấy nó mềm mềm dẻo dẻo, sờ rất là thích. Mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nên thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nhá. Ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn, phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào nó sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi là tôi ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy nên khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị địa đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, gò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy đệm rất là dễ cuộn nhỏ, mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Theo như quảng cáo là có thể ngồi lên trứng mà không vỡ, tôi cũng thử xem sao. Ui, này mà vỡ thì ăn đủ luôn nha. Wow, nhưng mà xuất sắc luôn nha, trứng không hề vỡ. Mình cố tình ngồi lên ngồi xuống cũng không sao nè. Thật chứ các bác ạ, đối với em đệm này thì phù hợp với tất tần tật già trẻ gái trai. Nên nếu mà mua làm quà tặng, đi biếu thì number one luôn nha. Đấy, rất là ok luôn các bác nhé. Sản phẩm tôi có để ở cái giỏ màu trắng nè. Rất là ok luôn, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là đệm ghế nhá. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. 100k cho con đệm ghế như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái fix của Nhật nhá.
Đấy, lên mã giúp cho em là Fit Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là Fit Nhật các bác nhá. 190.000 thôi. 190k cho con Fit Nhật như này. Con này dung tích của nó sẽ là 1,2 lít nhá. Đây, 1200ml này, tức là 1,2 lít. Các bác lên mã giúp cho em là Fit Nhật nhá. Con này thì dùng thì cực kỳ là ok rồi các bạn. Đó. Thì các bác nhận được hàng hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Lô này thì bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị cho nên là giá nó rất là tốt các nhá. 190.000 cho một con Fit Nhật như này. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, bác theo đây. Màu của nó màu dàn di rất là đẹp này. À, nắp của nó thì sẽ là cốc luôn này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này. Cái nắp này để các bác đẩy lên đẩy xuống này. Đấy, khi các bác rót thì ấn nó xuống, còn không rót thì mình lại thả nó ra này. Đây là nắp giữ nhiệt nhá, nắp giữ nhiệt rất là tốt luôn. Có rong riếc này. Đấy, đẩy ở đây. Đẩy ở đây. Đấy, có quai cho các bác luôn nhá. Đây, có quai đeo các bác này, có quai đeo luôn. Quai đeo này các bác xỏ vào đây cho em. Đấy, quai đeo xỏ vào đây. Đây, dây của nó đây các bác này. Đấy, dây quai đeo nhá. Có cả điều chỉnh chế độ luôn nhá. Rất là ngon lành luôn. Hai nắp giữ nhiệt, một nắp có thể làm cốc được. Con này thì nó sẽ là 1 lít 2 nhá, như một cái phích nước luôn. 1,2 lít các bác thao thoải mái sử dụng. Có nắp làm cốc luôn nhá, có nắp để làm cốc luôn. Và thứ hai là các bác sẽ có cái quai này, các bác vừa xách này có thể gập được này. Đấy, bỏ ra để rót nước này. Đấy, và có quai đeo nữa, rất chất lượng luôn. Đấy. Bên ngoài thì nó sẽ là bằng inox và sơn tĩnh điện như này nhá. Đấy, sơn tĩnh điện như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, các cái thông số của nó đây. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Lên cho em là Fit Nhật. À, bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, lấy cho bố tí nước đây. Lấy nước dòng cái dây điện này. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu mini. Đây. À, đây là nó sẽ là một cái nồi lẩu như này. Đấy, lên cho em là nồi lẩu đa năng. Con này thì các bác lên cho em là lẩu đa năng đấy. Con này thì nó các bác có thể vừa để lấy dây điện. Dây hôm qua ấy. Đấy, con này nó sẽ cắm trực tiếp cho bác điện 220. Dung tích của nó thì chắc vào nó vào khoảng hơn 1 lít các bạn, hơn 1 lít. Cắm trực tiếp điện 220V các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đây các bác chỉ cần là cắm điện là xong. Con này thì nó sẽ có bề mặt chống dính này. Các bác có thể dùng để ăn lẩu này, pha mì này, rồi tráng trứng này, rồi nói chung là làm tất cả mọi công việc được. Đây. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1,8 lít các bác nhá. 1,8 lít này. Đấy, nấu mì rồi tráng trứng các kiểu con là điều luôn. Đây. Đấy, đây em sẽ thử cho bác xem. Đó. Đây 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 đây. Thử cho bác xem luôn. Đấy. Cắm điện vào các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Cắm đi. Đấy. Đây nha, em sẽ cho một tí nước vào các bác nhá. Đấy, cho một tí nước vào. Đó. Cho một tí nước vào. Này, đổ cái này vào đi. Đổ đi. Đấy, nó sẽ có cái công tắc đây. Có công tắc đây các bác, bật cho em cái công tắc này lên là xong nhá. Đó, bật cái công tắc này lên. Đó. Sôi luôn các bác nhá. Đấy. Có kết quả luôn, sôi luôn đấy các bác này. Đấy. Em cho một ít nước vào nó sôi luôn, tức là con này cái độ nóng của nó rất là khủng khiếp nhá. Nóng rất là nhanh luôn, các bác theo. Đây. Đấy, đã có dấu hiệu sôi luôn các bác này. Con này thì nó sẽ rất là tiện các bác nhá. Các bác có thể dùng để đây, để em đậy một chút cho nó sôi đậy lên. Đó. Nó sẽ có dùng để là tráng trứng này, dùng để nấu mì này, dùng để ăn lẩu này, nói chung là rất đa di năng luôn. Con này các bác để lên mâm ăn rất là tiện đây. Khói đã bốc ra nghi ngút rồi các bác này. Đó, các bác theo. Đây. Cho nước vào phát sôi lên ục luôn, các bác theo. Đây. Sôi rất nhanh các bác nhá. Sôi rất nhanh luôn. Đó, các bác theo. Sôi rất khủng khiếp luôn. Rất nhanh nhá. Đấy, một tí sôi luôn, có công tắc đây. Ví dụ khi các bác sử dụng ấy mà đấy, đây nó có chế độ công tắc cho các bác này. Đấy, ví dụ khi các bác sử dụng mà nó ấy quá thì các bác nó nóng quá thì các bác tắt đi cho em. Đó, tắt đi. Lúc nào ăn lẩu, lúc nào cần các bác lại bật lên nhá. Đấy. Ví dụ như các bác ăn lẩu ấy, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu mini nhá. Đấy, lẩu mini. Đó. Con này nó sôi rất khủng khiếp luôn. Đấy các bác theo. Đấy, sôi rất khủng khiếp luôn, không dùng nữa thì mình tắt cái công tắc này đi các bác nhá. Tắt công tắc này đi. Sử dụng điện trực tiếp điện 220V luôn. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Đấy, nồi lẩu mini. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Đó. Nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Đấy, nồi lẩu mini giá nó sẽ là 150k cho con nồi lẩu mini này.
Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,8 lít các bác nhá. Dung tích của nó cũng khá là lớn. 1,8 lít dùng thì cũng tương đối là ok rồi. Nồi là ôn mini, dung tích là 1,8 lít, độ nóng rất là lâu nhá. Đây em đã tắt hết rồi mà nó vẫn còn nóng này. Con này các bác có thể dùng để tráng trứng này, rồi hấp cháo, ủ cháo các thứ rất là ok luôn. Đây có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, nấu mì này, nấu lẩu này. Đấy. Nấu mì nấu lẩu rất là tiện luôn này. Đấy, ủ cháo này. Các bác nhá. Đấy, nấu rất là đa di năng luôn các bạn. Đó. Nói chung là con này thì rất là tiện dụng nhá. Đấy các bác theo không đây. Đấy các bác cho vào này. Nước sôi sùng sục buổi sáng cắm điện trực tiếp nấu mì ăn trực tiếp luôn. Không cần phải rửa ráy gì cả mất công nhá. Đó. Ăn lẩu này. Đấy, ăn lẩu rất là ngon luôn, sôi cũng ục luôn. Rửa ráy rất dễ dàng nhá các bác nhá. Các bác chỉ cần không cho nước vào cái phần cái ổ cắm này là được. Đây. Các bác không cần không cho nước tiếp xúc vào cái phần ổ cắm này là ok, còn các bác vẫn đưa vào vệ sinh rửa ráy bình thường để đổ nước đi. Đó. Rồi sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chốt cửa tự động các bác nhé. Đấy các bác lên mã giúp trang chốt cửa tự động, con này thì nó rất là tiện luôn. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chốt như này. Đấy, một bộ chốt như này. Đây đấy, nó sẽ bao gồm một bộ như này, một thân và một cái chốt như này. Bình thường các bác để thì nó sẽ kéo này, thì khi mình mở thì mình kéo này nó sẽ ra nhá. Đấy còn khi mình đóng vào ấy, khi mình đóng vào thì nó sẽ tự sập vào. Đây đóng vào nó sẽ tự nó sẽ đẩy sập vào như này. Đó, đẩy sập vào như này. Đây không nhá. Đấy thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây mã giúp em là chốt cửa tự động. Đến đây lấy cái túi bóng bỏ này vào, túi bóng trong cái thùng này. Đây mã cho em là chốt cửa tự động các bác nhá. Đây các bác nhá, các bác bắt vít vào cửa này. Cái này thì các bác có thể là chốt cửa đi, cửa tủ, cửa chuồng chó, cửa nhà, nói chung là đa di năng hết. Đấy rất đơn giản luôn, các bác chỉ cần là bắt vít vào này, có tặng kèm ốc sẵn rồi nhá, về chỉ việc bắt vít vào thôi. Đấy cổng nhà cũng rất là tiện luôn. Đấy cửa chuồng chó, chuồng mèo, rồi cửa đi, rồi cánh tủ, đấy chỉ cần sập vào là xong nhá, rất tiện dụng. Kéo ra thì mình chỉ cần gạt cái tay là nó sẽ ra, còn cho vào thì mình chỉ sập là nó vào. Đấy kéo ra thì chỉ cần lấy cái tay kéo nhẹ là ra thôi. Đấy có cái phần đầu quặc kia, các bác kéo nhẹ là ra, còn đẩy thì nó sẽ sập vào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Nó chốt cửa tự động. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một chiếc như này. 40.000 cho một con chốt cửa tự động này các bác nhá. Đó, 40.000 cho một chiếc như này. Về nhà các bác tha hồ các bác lắp đặt sử dụng thoải mái luôn. Chốt cửa tự động 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ các bác nhá, kìm chết của Mỹ, hàng của thương hiệu Crotman nhá, Crotman của Mỹ. Con này thì dùng cực kỳ là chất lượng luôn. Đó đây, bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho anh em luôn. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt nhá. Đó, giá rất tốt cho anh em luôn. Đây mã tiếp theo là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đây, hàng của thương hiệu Crotman USA vào đây, USA. Crotman USA nhá. Con này thì giá thì chỉ có 100k thôi. Lên cho em là kìm chết Mỹ, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Đó, kìm chết của Mỹ mà. Lên cho em là kìm chết Mỹ, giá của nó sẽ là 100k cho em như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. 100.000 cho một em kìm chết như này. Con này thì các bác tha hồ thoải mái sử dụng luôn, nó rất là tiện dụng các bạn, rất tiện dụng luôn. Đấy. Lên cho em là kìm chết Mỹ, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Giá của nó sẽ là 100k, mày cứ chạy đi, tắt điện thoại đi. Kìm chết Mỹ giá nó sẽ là 100k cho một con kìm chết Mỹ như này nhá. Bấm cực kỳ là ngon luôn các bạn. Bấm rất là ngon luôn, bấm rất ngon các bạn nhá. Đó đây, đấy rất là ngon. Đầu bấm của nó này, chất thép này, CRV này, đấy. Chất thép CRV này, hàng của thương hiệu Crotman USA các bạn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bạn nhá. Đó. Cân sức khỏe, một con cân sức khỏe như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, 130.000 các bác nhá. Đấy. 130.000 đợt này về cho bác giá chỉ còn có 120k thôi. Đấy. Lên cho em là cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy. Cân sức khỏe này. Đó. Con này thì cân được tối đa là 180 kg. Cân sức khỏe giá 120k. 120k cho một chiếc cân như này. Nói chung là con này thì cũng rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng. Rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đó. Ở đây các bác sẽ có cho em là một con cân như này. Đấy, có tặng kèm các bác một viên pin nhá, à một đôi pin nhá. Đấy, một đôi pin. Đó, có tặng kèm các bác một đôi pin như này. Đấy.
lô này thì nó sẽ có tặng kèm các bác là cả một cái thước đo nữa, cả một cái thước đo chiều cao nữa nhá. Đó. Thì nói chung là nó sẽ có lô không. Cái này thì em cũng không nhấn mạnh. Đến lúc lô sau nó không có các bác đòi nó mất công lắm. Đó, đây. Đấy. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào nhá. Ở đây thì nó sẽ có tặng kèm các bác sẵn hai quả pin luôn. Đó. Sẵn hai quả pin luôn. Về các bác chỉ cần sập vào là xong nhá. Đó. Sập vào là xong. Đó. Đây, con này thì nó sẽ có báo nhiệt độ luôn, cập nhật cho các bác nhiệt độ là 24 độ C nhá. Báo pin này cập nhật nhiệt độ này. Khi các bác cần thì nó sẽ có cái lẫy đằng sau này, các bác đẩy lên cho em, bật lên và để cho em chế độ kg nhá. Nó rất nhiều chế độ, có cả chế độ cân của Nhật nữa. Thì các bác cứ để cho em chế độ kg là xong. Xong bắt đầu cân nhá. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đấy, cân thử cho bác xem luôn. Đây. Đấy, em hôm nay là 67,6 kg nhá. Đấy. Tức là 67 cân 6. Đó. Nó sẽ nhớ cân cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Lên cho em là cân sức khỏe. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con cân sức khỏe thôi, 120k. Rồi ok.